Tổng tư lệnh quân đội Ukraine nhận định lực lượng Nga sa lầy ở tỉnh Kharkov. Chuyên gia cảnh báo Ukraine đang gặp nguy hiểm. Lý do khiến châu Âu quyết định chi thêm tiền cho quốc phòng. Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang đến với những tin tức thời sự được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Nghệ An TV. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi những nội dung sẽ có trong chương trình. Ngày 24 tháng 5, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Oleksandr Syrsky nhận định lực lượng Nga sa lầy khi cố gắng giành quyền kiểm soát thành phố gần biên giới Vovchansk ở tỉnh Kharkov. Tướng Oleksandr Syrsky nói, sau thành công ban đầu, Nga hoàn toàn sa lầy trong các trận đánh trên đường phố tại Vovchansk. Các đơn vị tấn công của họ chịu tổn thất rất nặng nề. Tuy nhiên, ông cũng cho biết giao tranh gần các thành phố ở mặt trận miền đông Ukraine như Chasovia, Bobrovsk và Kurakhov đang rất dữ dội. Tại làng Ivanovka ở tỉnh phía đông Kharkov, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga giành được thành công một phần. Nga mở 10 đợt tiến công ở gần thành phố Kupiansk, trong đó một đợt bị lực lượng Ukraine đẩy lùi hoàn toàn. Công ty đường sắt Ukraine cho biết Nga nhiều lần tấn công hệ thống đường sắt tại tỉnh Kharkov. Công ty này thông báo, Nga tiếp tục nỗ lực khiến hệ thống đường sắt ở tỉnh Kharkov dừng hoạt động. Trận pháo kích đêm 23 tháng 5 của Nga làm hỏng đường dây, các tòa nhà, nhiều toa chở hàng và một toa tàu chạy điện. Ngày 10 tháng 5, lực lượng Nga mở chiến dịch Kharkov, nhanh chóng kiểm soát nhiều khu dân cư gần biên giới và buộc đối phương phải điều quân từ các nơi khác về đối phó. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga mới chỉ mở loạt tiến công đầu tiên và có thể nhắm tới thành phố Kharkov, thủ phủ của tỉnh cùng tên và đô thị lớn thứ hai của Ukraine. Các binh sĩ và chỉ huy Ukraine nhận định Nga sử dụng chiến thuật mới để tấn công Kharkov, không tiến quân với đội hình lớn như hồi tháng 2 năm 2022. Thay vào đó, pháo binh Nga nã đạn từ xa, sau đó cử rất nhiều nhóm xung kích với quy mô nhỏ tiến đến vị trí đối phương từ mọi hướng. Giới chuyên gia đánh giá Nga không có đủ quân để tiến công thành phố Kharkov, nhưng có thể tiến đủ xa để đặt thành phố Kharkov vào tầm bắn của pháo binh. Bên cạnh mục tiêu kéo mỏng lực lượng Ukraine vốn đã thiếu nhân sự và vũ khí, chiến dịch Kharkov của Nga dường như còn nhằm gây bất ổn khi buộc hàng nghìn dân thường phải sơ tán từ khu vực ven biên giới tới những nơi khác. Mới đây, nhà sử học, đồng thời là nhà phân tích chính trị Timothy Gatonas đã đăng một bài viết trên tờ Guardian của Anh. Bài viết nhận định, với sự giúp đỡ của phương Tây, Ukraine vẫn có khả năng hồi phục, tuy nhiên nước này đang gặp nguy hiểm. Một trong những điều nguy hiểm là các chính trị gia trong nước không còn tin tưởng Tổng thống Zelensky. Trong bài viết trên Guardian, tác giả chia sẻ về chuyến thăm Ukraine và cảm nhận thấy bầu không khí u ám tại đây. Số người thương vong ngày càng gia tăng. Các chuyên gia y tế ước tính rằng ít nhất một nửa dân số Ukraine đang chịu chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương ở mức độ nào đó. Tờ Guardian cho biết lực lượng Nga đang tiến lên phía trước, lợi dụng ưu thế quân số và sự chậm trễ của phương Tây trong việc cung cấp đạn dược và hệ thống phòng không. Quân đội Nga đã mở một mặt trận mới ở phía bắc Kharkov gần biên giới Nga. Có lo ngại rằng lực lượng Nga sẽ tiến vào chỉ cách thành phố Kharkov đang bị bao vây một tầm pháo, trong khi thành phố này đang bị tấn công bởi tên lửa, máy bay không người lái và bom lượn từ Nga. Mục tiêu chính của Nga dường như là kéo dài chiến tuyến khoảng 1.000 km để khi Ukraine chuyển quân bảo vệ Kharkov, quân đội của ông Putin có thể tiến về phía đông, kiểm soát thêm các tỉnh Donetsk và Luhansk mà ông tuyên bố là một phần không thể tách rời của Liên bang Nga. Một chuyên gia quân sự phương Tây cảnh báo rằng đây là thời điểm nguy hiểm đối với Ukraine. Bài báo dẫn lời tiểu đoàn trưởng đã chiến đấu từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến. Thiếu tá Andriy Pilisny cho biết tinh thần trong quân đội của ông không tốt và hiện tại không đủ binh lính để chiến đấu. Một đạo luật gây tranh cãi giảm tuổi nhập ngũ xuống 25 cuối cùng đã có hiệu lực vào tuần trước, nhưng vẫn có những câu chuyện về thanh niên Ukraine cố gắng trốn tránh quân dịch. Các cuộc tấn công trên không của Nga đã phá hủy gần một nửa công suất sản xuất năng lượng của Ukraine. Dù hiện tại đang là mùa hè, người dân vẫn thường xuyên bị cắt điện. Một chuyên gia ước tính rằng, với tình trạng hiện tại, nhiều người Ukraine có thể phải chịu cảnh mất điện tới 12 giờ mỗi ngày vào mùa đông tới, và mùa đông ở đây rất lạnh. Tác giả cũng nêu rõ sự tức giận ngày càng tăng của người dân Ukraine đối với phương Tây vì không hành động đủ và đủ nhanh để giúp đất nước tự vệ. Một bộ trưởng cấp cao của chính phủ nói rằng, Quốc hội Mỹ sẽ không bao giờ được người dân Ukraine tha thứ vì sự chậm trễ trong việc thông qua vòng hỗ trợ mới nhất cho Ukraine. Ngoài ra, còn có sự bất mãn kéo dài với thành tích của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Một số nguồn tin riêng biệt cho biết, ông Zelensky, cựu ngôi sao truyền hình, luôn nghiên cứu một cách ám ảnh về sự ủng hộ dành cho mình và sự ủng hộ đó đang dần giảm xuống. Một lời chỉ trích mà tác giả Guardian nghe thấy nhiều lần là ông Zelensky tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng về một chiến thắng hoàn toàn, tức là tái kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Ukraine năm 1991, bao gồm cả Crimea.
ngay cả các quan chức cấp cao cũng đưa ra một định nghĩa thận trọng hơn về chiến thắng. Một người chia sẻ với tác giả, về mặt công khai, tôi ủng hộ những gì Tổng thống nói. Một cách không công khai, tôi nghĩ chúng ta nên tồn tại như một quốc gia phương Tây độc lập có khả năng phát triển. Và mọi người đều vô cùng lo lắng về việc ông Donald Trump sẽ làm gì nếu tái đắc cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11 tới. Dưới áp lực của những mất mát kinh hoàng, kiệt sức, chấn thương và lo ngại về sự suy giảm, hỗ trợ từ phương Tây, dư luận cũng đã có phần thay đổi. Vào cuối năm ngoái, Viện Xã hội học Quốc tế Kiev đã đưa ra hai lựa chọn cho người dân về hành động của Ukraine nếu phương Tây cắt giảm đáng kể viện trợ. Phần lớn, với 58% người được hỏi cho rằng Ukraine nên tiếp tục chiến đấu, ngay cả với những rủi ro đối với các vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Tuy nhiên, 32% lại ủng hộ phương án thứ hai, đó là chiến sự chấm dứt với sự đảm bảo an ninh nghiêm túc từ phương Tây. Nhưng việc giải phóng các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát sẽ bị hoãn lại vô thời hạn. Tác giả kết luận, Ukraine đang ở tình thế nguy hiểm. Ukraine không thể tự mình đánh bại đối thủ lớn hơn. Hiện tại, họ cần sự hỗ trợ quân sự ngày càng mạnh mẽ hơn từ phương Tây để có thể khiến Tổng thống Nga Putin rơi vào thế khó. Chỉ khi đó Ukraine mới có thể đạt được kết quả mà đa số người dân Ukraine coi là chiến thắng, còn hầu hết người Nga coi là thất bại. Đó cũng có thể là mục tiêu của phương Tây. Châu Âu đang tăng chi tiêu cho quốc phòng, nhưng dường như không phải vì lo ngại nguy cơ từ Nga của ông Putin mà do áp lực từ đồng minh Mỹ. Theo nhà báo và nhà khoa học chính trị thuộc Đảng Bảo thủ Mỹ, Dal Bando, ngày nay lãnh đạo Đảng Châu Âu không dễ dàng. Họ phải tìm cách mới để chung sống với một đồng minh đầy nghi ngờ ở phía bên kia Đại Tây Dương, chứ không chỉ là học cách chung sống với Nga. Các quốc gia trong Liên minh Châu Âu có công nghệ cao, xã hội tiên tiến và kinh tế thịnh vượng, nhưng lại không tự bảo vệ được mình. Trong khi đó, Mỹ, người bạn giàu có bên kia Đại Tây Dương, vẫn đảm bảo an ninh cho lục địa già, trong khi các lãnh đạo EU không phải làm gì nhiều. Chuyên gia Dal Bando tin rằng cuộc sống dễ chịu này của các lãnh đạo châu Âu có thể bị gián đoạn bởi nhiều lý do khác nhau. Họ sẽ phải tăng chi tiêu quốc phòng trước những mối đe dọa từ bên ngoài, nhưng điều này không đơn giản chỉ đến từ Nga. Mặc dù trước đây cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần thúc giục các nước châu Âu tăng chi tiêu quân sự nhưng không thành công. Gần đây, các nhà lãnh đạo châu Âu đã quyết định tăng chi tiêu cho nền kinh tế và quốc phòng. Nhiều quốc gia châu Âu thuộc NATO đã đạt tiến bộ trong nỗ lực này. Nhiều nước đã tăng chi tiêu quốc phòng lên mức bằng hoặc vượt 2% GDP theo tiêu chuẩn của NATO. Điều này được tất cả các nhà quan sát ghi nhận và xác thực. Mặc dù vậy, nguyên nhân chính của việc này không phải do sợ Nga nên phải tăng chi tiêu quân sự để chịu trách nhiệm phòng thủ cho chính mình, mà đúng hơn là họ đang chi tiêu nhiều hơn để duy trì cam kết với Washington, không để khiến nước Mỹ phải phật ý. Chuyên gia Dal Bando nhận định rằng các nhà lãnh đạo châu Âu lo ngại viễn cảnh ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa ông Donald Trump một lần nữa trở thành chủ nhân Nhà Trắng, do đó các thành viên NATO châu Âu phải chi tiêu nhiều hơn để không làm ông Trump phật ý. Vị chuyên gia cho rằng Washington không cần phải diễn kịch và lăng mạ các đồng minh để buộc họ phải làm theo ý mình. Dù phong cách hùng biện của Tổng thống Donald Trump làm vấn đề trở nên có tính sân khấu hơn, nhưng lại cản trở việc tạo ra các mối quan hệ công việc tích cực cần thiết để chuyển đổi hiệu quả liên minh xuyên Đại Tây Dương. Đúng hơn, ông Trump đã đưa ra ý tưởng rằng có một đại dương giữa chúng ta, ngụ ý rằng Mỹ và châu Âu không phải một hệ thống nhất, thậm chí có lúc ông đã nêu ý tưởng đưa Mỹ ra khỏi NATO. Cựu Tổng thống Mỹ cũng cho rằng liên minh này quan trọng hơn đối với người châu Âu chứ không phải là với Hoa Kỳ và lục địa già phải chịu trách nhiệm với an ninh của chính mình. Với sự giàu có và dân số của châu Âu, ông tin rằng EU nên đảm nhận vai trò phòng thủ bảo vệ an ninh cho chính mình thay vì mong đợi người Mỹ luôn chi trả chi phí, cả về nhân lực và vật lực. Nếu các nước châu Âu không tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 2%, họ sẽ không nhận được sự bảo đảm an ninh từ Mỹ. Khi được hỏi các nhà hoạch định chính sách châu Âu lo ngại đến mức nào về tác động của việc ông Trump trở lại nắm quyền, một quan chức quốc phòng cấp cao của châu Âu cho biết, hiện có rất nhiều điều đang được xem xét và đề xuất liên quan đến việc tăng cường hơn nữa sự hỗ trợ của châu Âu dành cho Ukraine trong trường hợp Mỹ rút lui. Một số người khác đã có cái nhìn lạc quan hơn. Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur chia sẻ, tôi không tin rằng sẽ có một sự thay đổi quá lớn bởi vì tôi thực sự tin rằng Mỹ quan trọng đối với các đồng minh châu Âu bao nhiêu thì các đồng minh châu Âu cũng quan trọng đối với Mỹ bấy nhiêu. Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hà Lan Kaisa Ollongren cho rằng, bất chấp những nhận xét của ông Trump, cuộc xung đột Ukraine là lời cảnh tỉnh đối với các nền dân chủ trên toàn thế giới và đặc biệt là châu Âu. Bà Kaisa Ollongren nêu rõ, châu Âu thực sự cần phải chịu trách nhiệm nhiều hơn về an ninh của chính mình. Điều đó có nghĩa là cần một khoản đầu tư tài chính lớn. Đây thực sự là những gì chúng tôi đang làm ngay bây giờ. Đầu tư quốc phòng ở châu Âu đã tăng đáng kể.